Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Mình được lọt vào một cái ô khá trống trải, phải nói đây là một điều cực kỳ may mắn khi cả map chúng ta có tổng cộng 36 team. Và còn gì vui hơn đó là anh em có được một cái ông bụng bự đứng ngay tại khu vực số 5. Bắn tiền về cho trường ca anh em ơi, sau đó mình lấy quyển vân sinh kết hải và té lẹ khỏi khu vực này nha. Nói chung thương nhân lúc đầu cho anh em nó cũng có nhiều rủi ro lắm, mình có thể mua được bí kíp trước nhưng mà cũng có thể bị người ta úp trước và về thành sớm đó anh em ơi. Rồi, Trần Tâm Ma hôm nay đến từ server 170, được chia sẻ bởi người anh em đó là Quốc Thắng. Bé ơi, bé chạy đi đâu vậy bé đọc? Có lẽ là bên khu vực số 6 có giao tranh. À, mình cũng thông tin thêm cho anh em là cái Trần Tâm Ma này á, khi mà mình nhận được cái file thì có lẽ là chủ của video đã xử lý cái tốc độ nó lên đến khoảng 150% anh em ạ. Mình đã kéo giãn cái tốc độ lại cho nó chậm bớt đi. Nhưng mà khi kéo giãn như vậy thì cái khung hình nó sẽ hơi giật một chút xíu, do đó anh em thông cảm giúp mình nha, nó không được mượt như những cái video khác. Rồi chúng ta up sang khu vực số 15. Ở bên này có gì đây? Có Dương Môn, có Huyền Thủy nè. Trời ơi, nó chạy về khu vực số 14. Cẩn thận, nó kéo người về nha anh em ơi. Vẫn còn rất nhiều team đó và chúng ta cần phải hồi máu thật nhanh. Rồi nó sang tới rồi kìa, trời ơi, Huyền Thủy, Minh Giáo, Tiêu Giao. Nhưng mà với sự hỗ trợ của đoàn thị anh em thấy cực kỳ ghê gớm không? Minh Giáo hết chạy. Minh Giáo thường là môn phái có khả năng chạy rất nhanh, nhưng mà khi dính cái lòng của bạn đoàn thị và thêm một cái lục mạch nữa thì chắc chắn chết anh em ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ lính và hồi máu cho nhân vật đoàn thị chúng ta và sau đó tiếp tục đi quét map. Đó, trường ca có vân sinh kết hải thì hồi rất khỏe anh em ạ, cực kỳ khỏe luôn. Ôi ôi, tiếp tục qua Cung Lôn và Tiêu Dao. Ôi, chắc này chắc là team khác rồi. Rất căng, rất căng, để coi chạy được không nè bé ơi. Anh em thấy team nào qua rụng team đó đó anh em, ghê không? Thật ra thì đoàn thị khá là mạnh và có khả năng hỗ trợ khá là tốt trong tâm ma anh em ạ. Khống chế, đóng băng và dùng sát thương cực kỳ tốt. Và chúng ta up sang khu vực số 14 luôn, như vậy Tiêu Dao hết chạy được rồi, rất tuyệt vời. Anh em mai mốt thử chơi đoàn thị nha anh em. Đoàn thị chơi khá là hay trong tâm ma anh em ạ, môn phái cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần đoàn thị anh em chọn được cái góc đứng nào mà cho nó đẹp ơi là đẹp, không bị người ta đánh. Và đặc biệt là các thành viên trong team phải bảo kê được đoàn thị nữa nha. Là ta nói anh em được chơi game rất nhiều, đánh rất khỏe. Như vậy là ảo tượng đã xuất hiện được khoảng 30 giây và team chúng ta vẫn đang cố gắng ôm farm hồi máu. Chưa có động thái nào để di chuyển về ảo tượng cả. Tiếp tục ghé thường nhân. Ghé thường nhân thì phải hỏi thăm sức khỏe ổng nhà anh em ơi. Không hỏi là ổng buồn đó, trời, buôn bán dạo này khó khăn. Về thường nhân xong rồi chạy à. Trời ơi, ảo tượng mở cái bản đồ cho mình xem anh em ạ. Trời ơi, thiệt tình chứ anh em ơi. Đó, ảo tượng bây giờ nó dọn sạch bách luôn. Thôi thì mình đi các ô khác. Dưới này chúng ta có một team gồm có Nga My, Dương Môn và Tiêu Dao. Ồ, một cái team khá là đẹp nhưng mà rất tiếc có lẽ đó là một team treo. Vì anh em úp mà nó không kịp phản kháng anh em ạ. Vẫn còn 12 team trong bản đồ tâm ma. Và chúng ta còn 1 phút 30 giây cho vòng số 1. Rồi làm gì đây anh em ơi? Mần cái quần đùi gì tiếp theo nè. Còn hai con lính tiếc không? Trời ơi, biết anh em đang tiếc. Thôi, chúng ta di chuyển nha. Farm nữa tôi giận á. Chúng ta di chuyển về khu vực số 17. Bên này rất trống. Mở rương đi anh em. Nãy tiếc hai con lính, giờ phải mở rương nha. Không được đâu. Thật ra thì cái tâm ma này á, mình trong những cái trận mình cũng luôn có nói cho anh em là với vòng số 1 thì chúng ta sẽ ưu tiên về các loại rương. Và vòng số 2 cũng vậy. Chỉ có vòng số 3 là thôi, không cần rương nữa đâu anh em ơi. Vòng số 3 là đi quánh người chơi thôi. Trừ trường hợp team anh em quá mạnh và quá hộ báo chắc tay thì vòng số 1 chúng ta cũng không cần mở rương. Anh em cứ việc đi quét map để kiếm tài nguyên nha. Và anh em lại chọn khu vực thương nhân để chúng ta tiếp tục ôm farm nữa. Vẫn chưa có động thái di chuyển sang các khu vực khác. Tính ra anh em farm ở ô thương nhân là một cái quyết định ta nói nó sáng như trăng rằm luôn anh em ạ. Ủa, nó sáng lắm, đó là cái
cơ hội và tỷ lệ anh em sẽ được về thành rất cao nha. Đó, bỏ nha, mốt đừng có farm thương nhân nữa nha anh em ơi. Trời ơi, ta nói lựa ô không lựa, lựa thương nhân farm. Như vậy là vòng số 1 đã kết thúc rồi. Và bây giờ chúng ta vẫn còn 12 team trong bản đồ tâm ma. Rồi, có rất nhiều team đang đổ về thương nhân để trang bị những quyển bí kíp. Sau khi vòng số 1 kết thúc á, thì anh em hãy cố gắng là mình đi chết thật nhiều ô nha anh em. Mình kiểm tra được các team, gồm có team 2, team 3, rồi môn phái gì, rồi có team nào treo hay không. Để mình xác định được một số team mạnh, anh em có thể đề phòng hoặc là đánh úp những team đó. Chứ nhiều anh em quýnh tâm ma xong về thương nhân mua đồ xong cái đứng yên ngay tại ông thương nhân. Trời ơi, bốn mắt nhìn nhau chào máu hồng, chút hồi mấy team kia nó quýnh chào máu hồng luôn. Có lẽ là mình suy đoán team chúng ta sẽ ở khu vực số 5 rồi anh em ơi. Chắc chắn luôn á, thề luôn. Và vòng số 2 chuẩn bị bắt đầu. Vòng 1 thì mình quánh nhau chưa có đã con mắt nha. Để xem vòng số 2 mình có những pha giao tranh nào đã con mắt hồng nhà anh em ơi. Lại tiếp tục xuất hiện thương nhân tại khu vực số 5. Phải nói là anh em cực kỳ may mắn. Rất may mắn luôn. Rồi, bán ngọc mua đồ anh em. Mua xong bí kíp rồi giọt lẹ. Sau khi mua đồ tại thương nhân xong thì anh em lại di chuyển xuống khu vực số 17 để chúng ta check các nguồn tài nguyên. Check xong thì chắc chắn là mình sẽ quay về thương nhân mua đồ và sau đó mình sẽ di chuyển sang những cái hướng khác nha anh em ơi. Anh em thấy đội hình mình phân chia người mở rương và người farm rất hợp lý nha anh em. Bởi vì môn phái đoàn thị và tầng kiếm là hai môn phái có khả năng sát thương cao thì anh em sẽ ưu tiên để farm lính. Và trường ca thì chúng ta sẽ mở rương. Đó, một cái chiến thuật anh em thấy là cực kỳ rõ ràng. Rồi, bây giờ làm gì đây? Chờ đồ ăn tiếp hả anh em ơi? Chúng ta vẫn còn 8 team. Rồi, tình hình này là chờ đồ ăn tiếp rồi. Một cái quần thể kim cang, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Bài, cái quần không phải về thương nhân để làm việc này anh em à. Trời ơi, phí cái quần quá đi. Bây giờ, chờ đoàn thị mở rương và chúng ta đừng có nói với mình là anh em di chuyển về khu vực số 17 nha. Bật bóp và phát hiện một thành viên, đó chính là Nga My. Nga My đã chạy về khu vực số 7 rồi và bây giờ chúng ta lại tiếp tục ghé thương nhân. Trời ơi, tôi cảm ơn Nga My đó anh em ơi. Nhờ Nga My mà chúng ta mới có một pha giao tranh tại khu vực số 7, Nga My, Thiên Vương và Tiêu Dao. Như vậy là đoàn thị chúng ta đã yếu máu, đoàn thị đang có ý định tẩu tán. Tiếp tục về thương nhân để farm và hồi máu. Trừ ca búp thuẫn hơi sớm nha anh em. Hơi sớm, mình gom lính trước rồi búp thuẫn lên thì chúng ta sẽ hồi máu lẹ hơn. Rồi, vẫn còn 7 team trong bản đồ tâm ma này. Nga My có bầu kích, Nga My chạy giật lùi trở lại. Ôi, Nga My này. Thôi ơi, thôi vậy mà không kết thúc được Nga My anh em ạ. Số lượng đó. Như vậy ảo tượng đã xuất hiện rồi và lần này chúng ta có về ảo tượng hay không? Đó, ảo tượng không đi mở, đi mở rương cho nó nổ banh cái mặt chơi nè. Ủa anh em không có ý định về ảo tượng luôn em ơi. Và nãy giờ anh em thấy là đoàn thị chúng ta vẫn hồi chưa được full máu nữa. Ở lúc nãy vòng 1 anh em đánh khá chắc tay nha. Những pha giao tranh tại khu vực số 15 mình thấy đã cũng mắc tuyệt vời đó anh em ạ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại rút về khu số 17 và khu số 16 để farm. Tiếc quá à, anh em không ra ngoài ảo tượng quánh nhau cho vui. Buồn ghê luôn á. Rồi, Nga My một lần nữa đã tẩu thoát thành công. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục quay vần với ông thương nhân. Không thiệt, ví dụ như cái team này mà anh em quánh một cái cụm server mà ta nói gắt đó anh em. Mình mà dây dưa với thương nhân là anh em chắc chắn có rất nhiều tình huống quánh nhau.
Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển về khu vực đó chính là Tiêu Dao, có Thiên Vương và như là Nga Mi. Tiêu Dao một vạch máu và Tiêu Dao đã chạy thành công rồi. Nga Mi bật búp và Thiên Vương cũng đã chạy thành công rồi anh em ơi. Một pha úp cực kỳ bất ngờ. Đâu, Tiêu Dao gần chết ai cũng thấy mà anh em. Tính ra nãy giờ là anh em sử dụng chiến thuật tâm linh với nhau. Một môn phái có quần thể kim cang hình như là Tiêu Dao. Trời ơi, nó lướt vô, nó lóc được Trường Ca, rất may lóc Trường Ca nha, lóc trúng Đoàn Thị là chắc chắn hết chạy. Như vậy là với sự phản kèo ngược lại của Đoàn Thị là Tiêu Dao đã lên bảng điểm số, anh em thấy ghê không? Tình huống đó mình nghĩ Tiêu Dao chạy thẳng về khu vực số 6 là sống đó anh em ạ. Rồi, team này lúc đầu anh em thấy á, là chúng ta đánh khá là thận trọng nha. Mình phân tích cái team này chút xíu để anh em thấy nha. Team này anh em đánh cực kỳ thận trọng ở những cái giây phút đầu tiên của vòng số 2. Nhưng mà trong pha giao tranh, anh em phải thừa nhận với mình một điều rằng đó là anh em đánh rất chắc tay và có những pha phản kèo cực kỳ mạnh với team đội bạn. Bây giờ chỉ còn có vài giây thôi, chắc chắn mình không ăn được cái combo thủ lĩnh này rồi. Và chúng ta phải chờ vòng số 3 anh em ơi. Vẫn còn 5 đội. Và sang vòng số 3 thì với số lượng ô mở sẽ được giảm lại, chúng ta chỉ còn có 9 ô. Chắc chắn sẽ có nhiều pha giao tranh cho anh em xem hơn ở vòng số 3 này. Hãy chờ xem là những pha giao tranh đó team chúng ta sẽ xử lý như thế nào nha anh em. Sau khi vòng số 2 kết thúc, anh em đừng quên một điều đó là mình phải đi check các nguồn tài nguyên. Đó, check các nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng luôn. Nhưng mà team chúng ta không làm điều đó, do đó anh em bị mất rất nhiều cái lợi thế nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho vòng số 3 và team chúng ta sẽ về khu vực nào đây. Bây giờ team của mình đã mạnh dạn di chuyển thẳng về khu vực số 1 luôn anh em ơi. Team đội bạn có Thiên Vương, Nga Mi và Tiêu Dao. Như vậy là anh em thấy team chúng ta chuẩn bị đánh úp về cái team Thiên Vương, Nga Mi và Tiêu Dao này. Một cái pha đánh phủ đầu bắt đầu ngay từ vòng số 3. Họ đang có mặt tại khu vực số 8 và chúng ta chuẩn bị đánh phủ đầu anh em ạ. Đây rồi, không có Tiêu Dao, như vậy chúng ta cố gắng dồn Nga Mi trước, chắc chắn là anh em phải dồn Nga Mi trước nha. Nga Mi đã chạy thành công, bây giờ chỉ còn một mình Thiên Vương và Thiên Vương đang bị chón. Như vậy Thiên Vương là người lên bảng điểm số. Tính ra Nga Mi số lớn đó anh em. Thật ra mục tiêu của mình là bắt Nga Mi trước tiên. Nhưng mà ông Thiên Vương quá xui. Rồi bây giờ chạy xuống kiếm Nga Mi nè. Nga Mi thì đã chạy mất dép. Anh em thấy không, bây giờ team mình đã chủ động hơn ở những pha di chuyển đi quét map rồi đó anh em. Như vậy anh em thấy rõ ràng chiến thuật của team mình đó là những vòng đầu chúng ta đánh cẩn trọng để giữ lực lượng, và cho những cái vòng số 3 như thế này anh em sẽ phản kèo với team đội bạn. Đây là chiến thuật rất hay nha anh em ơi, và chúng ta nên áp dụng cái chiến thuật này để anh em giành chiến thắng dễ dàng hơn và dễ kiếm mạch kim hơn. Tại vì đây bây giờ đa số các team rất là hổ báo. Nếu mà anh em hổ báo giai đoạn đầu, chúng ta sẽ có tỷ lệ rơi rụng các thành viên của mình. Như vậy là mình chỉ còn 3 team trong bản đồ tâm ma này. Một team đó chính là Nga Mi rồi. Đây Nga Mi, Nga Mi đã bị bắt. Nga Mi đã hết chạy. Sức mạnh của Đoàn Thị trong tâm ma đó là bắt những môn phái có khả năng chạy nhảy anh em ạ. Cực kỳ lợi hại. Bây giờ chúng ta sẽ còn một team, và đó chính là môn phái gì đây? Không phải là một môn phái mà là hai môn phái gồm có Nga Mi và Thiên Vương. Tàn kiếm chúng ta đã mất 7x rồi anh em ơi. Tiếp tục quay ngược trở lại để phản kèo, Thiên Vương mất cái quần thể kim cang. Bây giờ Thiên Vương di chuyển về khu vực số 8, chúng ta tiếp tục đuổi theo. Thiên Vương đã lên ngựa, Thiên Vương vẫn còn 7x nha, không mất 7x luôn rồi. Wow, liên tục rượt đuổi và như vậy Nga Mi đã bị nhốt ngược trở lại, Nga Mi đã bị kết thúc. Rất tuyệt vời, cực kỳ máu lửa. Phải nói là sự trông chờ của mình cho cái trận tâm ma này chỉ bùng nổ trận số 3, và mình chỉ cần như vậy thôi anh em ơi. Đánh phủ đầu ngay từ những giây đầu tiên và có những pha rượt đuổi cực kỳ hay và rất là bám sát mục tiêu.
Rồi, lần này Thiên Vương chắc chắn hết chạy. Chúng ta vẫn có Đoàn Thị đóng lòng ở đây. Rồi, Đoàn Thị đã chạy tới và Thiên Vương lên bảng điểm số. Một trận tâm ma theo đánh giá của mình là rất hay và cực kỳ có chiến thuật nha anh em. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.